Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom mà giờ đây cất cao lời ca vang. Coming from Myanmar. 今天我的安生哥, King Kong 시드나이나 Miss Asean, Tongkin Kansla Boita, Changlong Wasere, Yenan Mungan Hujimin Mung E, Glolai Wasai, Dai Asean, Simroding da Asia Dania, Tongkin Kansla Boy, Asam Lom, Mungan Chigona, Kransom Chi Mrekun, Changjong Wasere, Mian Mungan, Mirit Onsente, Kangshi Cha Dandan Yango, Master, Brosnit Gona, Silicon Yan Mangaloi, Changjong Weta, Changlong Wasai. 다이타 언생대 단단외고 용의시당 브랑차나 쿰네네가 징포모 헌패 강실라 마드와세레 Các cô gái Myanmar đang mang đến cho chúng ta một bầu không khí sống động với những vũ điệu duyên dáng của mình. Thí sinh Awn Seng số báo danh 11, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1988, hiện nay là ca sĩ kim người mẫu chuyên nghiệp. Cô đã từng góp mặt trên các sàn diễn thời trang lớn của Myanmar và cô đang trình diễn đến chúng ta và giới thiệu nét trang phục truyền thống của bang Kachin. Now it's number 11, Miss Awn Seng from Myanmar. She was born on December 28, 1988. And now she is the singer and professional model. She has appeared on many large catwalk stages of Myanmar. And she performed in traditional custom of Kachin. Và bây giờ sẽ là thí sinh mang số báo danh 12, thí sinh Kachin, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1986. Hiện nay cô là diễn viên kim người mẫu chuyên nghiệp. Cô cũng đã từng góp mặt trên các sàn diễn thời trang lớn và tham gia vào các bộ phim truyền hình của đài truyền hình Myanmar. And now number 12, Miss Tanano from Myanmar. She was born on October 12, 1986, an actress and professional model. Và trang phục truyền thống mà Kachin giới thiệu với chúng ta là trang phục truyền thống của bang Chih của Myanmar. And she's wearing traditional costume of the Chih state from Myanmar. Raina, on sengo siya kamsa ay lampe mong bay sundan waire. Tôi rất vui khi có cơ hội đến Việt Nam gặp gỡ tất cả các bạn. Tôi yêu Việt Nam. Đây thực sự là một quốc gia đẹp với nhiều cảnh đẹp bắt mắt. Cuộc thi này là một sự kiện lớn thông qua đó. Chị có, tôi này muốn gặp gỡ ngày rồi, ngã na, cái đơn mi xuân và tôi cũng xin chào đón tất cả các bạn hãy đến thăm đất nước Myanmar. Xin cảm ơn.
tình qua Buddha ngày sinh ngày anh trở về để thấy đâu ai đang xa đi như huyền lệ vòng vòng sông nguyên trốn sang nên mong nhà để à biết cho Sentro Sentro from Myanmar, number 12, for Best Talent. Chúng ta còn có thêm một giải thí sinh tài năng nữa. Đó là thí sinh Tiara Emilia Purwoto của Indonesia, số báo danh 06. Another Best Talents go to Tiara Emilia Purwoto from Indonesia, number 6. Chúng tôi trân trọng kính mời nhà báo Nguyễn Chí Tân, cố vấn cuộc thi, và ông Nguyễn Quang Minh, tổng giám đốc công ty Cát Thiên Sa sẽ lên trao tặng hai giải thưởng cho các thí sinh tài năng của cuộc thi. Và xin mời Mr. Nguyễn Chí Tân, journalist, consultant of the competitions, and Mr. Nguyễn Quang Minh, general director of Cát Thiên Sa Company, to offer flowers to the best in talent. Competition tonight, the Miss Asean 2011. Đó chính là thí sinh mang số báo danh 02 của Number Brunei. Number 2, from Brunei, Miss Putri Norisa Pinti. Miss Putri Norisa Pinti Ibnoriza, coming from Brunei. Number 2, it's the Miss ASEAN Television Charm 2011. Well, her beauty, her charm. Congratulations. The most honorable prize of this year's television charm. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, và ông Huỳnh Văn Nam, Tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo vòng. Cảm ơn ông Huỳnh Văn Nam. Chúng ta sẽ cùng chào đón ba thí sinh đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi bước lên sân phía trước. Và cũng chào đón tất cả các gương mặt tham gia vào duyên dáng truyền hình ASEAN năm nay.
bởi như một thí sinh đã chọn vào vòng nhóm 5 đã từng chia sẻ, đây không còn mang không khí của cuộc thi thố nữa. Đây thật sự là một cuộc hội ngộ cùng với bạn bè để thắt chặt thêm nữa tình hữu nghị giữa các nước ASEAN. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình là khách sạn Golden Rose, nhà hàng Quê Việt, chuyên gia trang điểm Lê Trí, Thanh Phước, Kim Tuyến, tạo mẫu tóc Ngọc Châu, Hoàng Abron, thời trang, áo dài Việt Hùng, áo dài ABC, Sơn Collection, nhiếp ảnh Lý Võ Phú Hưng, tranh nghệ thuật Quỳnh Vi và công ty đầu số Việt Hưng Thái. Và các bạn, cùng với những gương mặt đang rạng rỡ, gửi đến cho tất cả các quý vị khán giả truyền hình thông điệp về tình hữu nghị và gắn kết giữa các nước ASEAN. Cuộc thi duyên dáng truyền hình ASEAN lần thứ 2 năm 2011 của chúng ta đã thành công tốt đẹp. This is a close to Miss ASEAN Television Charm 2001. Thank you so much for a wonderful night. Thank you.